Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 16, đọc khi trang sách mở ra. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Các em hãy quan sát, nói tên những cuốn sách mà em đã học. Giới thiệu về một cuốn sách mà em thích nhất. Bây giờ cô mời các em hãy giới thiệu về cuốn sách mà em đã đọc nhé. Cô giáo ví dụ, trên màn hình của cô là một số cuốn sách. Ví dụ là một số quyển sách như là 30 thói quen học sinh tiểu học cần phải rèn luyện. Đây là một số cuốn sách cô giáo giới thiệu với các em. Ngoài ra, các em có thể giới thiệu về cuốn sách mình thích hoặc là một số cuốn sách mà các em đã được đọc nhé. Các em ạ, sách mang lại cho chúng ta rất nhiều điều thú vị. Bài thơ khi trang sách mở ra sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về điều đó. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc văn bản để hiểu thêm về bài đọc nhé. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo đọc mẫu, đọc thầm theo cô nhé. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Giạt rào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Đây là bài thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Các em ạ, khi đọc bài này, chúng mình cần lưu ý với giọng đọc vui vẻ, háo hức, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. Bây giờ, để các em có thể luyện đọc tốt được bài thơ này, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó nhé. Các em nghe cô đọc. Trang sách. Cô mời các em đọc lại nào. Xích lại. Cô mời các em đọc nhé. Trẻ con. Mời các em đọc nào. Người lớn. Cánh buồm. Mời các em đọc lại nhé. Rừng. Cô mời các em đọc nào. Lửa. Cô mời em đọc nhé. Cháy. Mời các em đọc lại nào. Giấy. Cô mời các em đọc nhé. Giạt rào. Giạt rào. Sóng vỗ. Mời các em đọc lại nào. Chân trời. Chân trời. Cô mời các em đọc lại nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát cách ngắt nghỉ hơi sau khổ thơ nhé. Cô giáo ví dụ chúng ta cách ngắt nghỉ hơi ở khổ thơ. Chúng ta quan sát chữ màu xanh. Trang sách còn có lửa. Ở đây hết một dòng thơ chúng ta sẽ ngắt hơi. Và hết khổ thơ là dấu chấm chúng ta sẽ nghỉ hơi lâu hơn. Các em nghe cô đọc mẫu nhé. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu.
Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Như vậy chúng mình đã biết cách ngắt nhịp sau các dòng thơ rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát phần giải nghĩa từ nhé. Trong bài đọc có từ cỏ dại. Các em ạ, cỏ dại ở đây có nghĩa là cỏ mọc tự nhiên, không được trồng thì được gọi là cỏ dại đấy. Thứ đến tức là sau đó. Như vậy chúng mình đã hiểu nghĩa được từ cỏ dại và từ thứ đến chưa? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc khổ thơ nhé. Cho cô giáo biết bài thơ này gồm có mấy khổ thơ? Bài thơ này gồm có 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất gồm 6 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai gồm 4 dòng thơ tiếp theo. Khổ thơ thứ ba gồm 4 dòng thơ tiếp. Khổ thơ thứ tư đó là 4 dòng thơ cuối cùng. Như vậy, chúng mình vừa cùng nhau chia khổ thơ trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một nhé. Khi đọc, các em lưu ý khổ thơ một chúng mình sẽ phải đọc cả đề bài. Và nghe cô đọc mẫu lần 1, lần 2 các em sẽ bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc nhé. Chúng mình cùng nhau luyện đọc khổ thơ một nào. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ 1 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp khổ thơ thứ 2. Nghe cô đọc mẫu. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp khổ thơ thứ 3 nhé. Trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ 3 nhé. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ 4. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Giặt rào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ 4 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một ở trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nhé. Các em nghe cô đọc. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Giạt rào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài thơ Khi trang sách mở ra. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài thơ qua việc trả lời các câu hỏi nhé. Các em quan sát câu hỏi số 1. Câu hỏi 1: sắp xếp các sự vật sau theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ đâu? Các em quan sát đây là các từ chỉ sự vật: cánh chim, cỏ dại, người lớn, trẻ con. Vậy theo thứ tự trong khổ thơ 1, các em hãy sắp xếp lại
các sự vật theo thứ tự đã nhắc đến trong khổ thơ đầu nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại khổ thơ 1 nào. Chúng mình có cách sắp xếp như sau. Đầu tiên đó là cỏ dại, sau đó đến cánh chim, tiếp theo là trẻ con và cuối cùng là người lớn. Vậy các sự vật được sắp xếp theo thứ tự như sau: cỏ dại, cánh chim, trẻ con, người lớn. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Ở khổ thơ thứ 2 và thứ 3, bạn nhỏ thấy những gì trong tranh trang sách? Các em hãy quan sát các bức tranh 1, 2 và 3. Chúng ta thấy ở khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ đã thấy biển, cánh buồm, rừng, gió, lửa, ao và giấy. Như vậy, bạn nhỏ đã nhìn thấy rất là nhiều thứ có ở trong trang sách đấy. Tiếp theo câu hỏi số 3. Theo em, khổ thơ cuối ý nói gì? Các em hãy đọc lại khổ thơ cuối nhé. Nghe cô đọc lại. Trang sách không nói được. Sao em nghe điều gì? Giạt rào như sóng vỗ. Một chân trời đang đi. Như vậy, qua việc đọc thầm lại khổ thơ cuối của bài, em cho cô biết khổ thơ cuối muốn nói điều gì? Như vậy, chúng mình sẽ lựa chọn đáp án đúng ở đây, đó là đáp án C, là khổ thơ muốn nói với chúng ta trang sách. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống đấy. Như vậy, cô cho chúng mình đã hoàn thành xong câu hỏi số 3 rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 4 nhé. Để trả lời được câu hỏi số 4, chúng mình hãy quan sát và đọc thầm lại bài thơ nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta đọc thầm lại bài thơ nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng trả lời câu hỏi số 4 như sau. Tìm tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ. Các em ạ, tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ đó là tiếng lại và tiếng dại, đều có chứa vần ai, cùng vần ai. Tiếng đâu và tiếng sâu đều có cùng vần âu. Tiếng gì và tiếng đi đều có cùng âm y. Như vậy chúng mình đã tìm được tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ rồi đấy. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu bài qua việc trả lời các câu hỏi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Các em hãy quan sát yêu cầu luyện tập số 1. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ thứ 2 hoặc thứ 3. Các em hãy quan sát khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3. Nghe cô đọc và chúng ta đọc thầm, dùng bút chì để chỉ gạch chân những từ ngữ chỉ sự vật có trong hai khổ thơ này nhé. Khổ thơ thứ 2. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Khổ thơ thứ 3. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Như vậy vừa rồi, chúng mình nghe cô đọc lại khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3. Hãy nêu cho cô giáo những từ ngữ chỉ sự vật nào. Ở khổ thơ thứ 2, từ ngữ chỉ sự vật ở đây là trang sách. Trang sách là từ chỉ đồ vật, cũng là từ chỉ sự vật. Biển, cánh buồm, rừng, gió, lửa, giấy, ao. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã tìm được một số từ chỉ sự vật có trong khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đặt câu về một cuốn truyện. Các em hãy quan sát mẫu nhé. Đây là một bức tranh nói về câu chuyện Thích Chu. Chúng mình có thể đặt câu như sau.
Chuyện Tích Chu nói về tình cảm bà cháu. Đây là một câu mẫu. Vậy ngoài câu này ra, chúng mình đã được đọc về cuốn truyện nào? Chúng mình hãy đặt câu về cuốn truyện đó nhé. Cô giáo có một số câu mẫu sau, các em hãy tham khảo nhé. Câu thứ nhất, chuyện Sự Tích Trầu Cau nói về tình cảm anh em. Chuyện Sọ Dừa nói về tình cảm mẹ con. Chuyện Cây Khế nói về tình cảm anh em. Như vậy chúng mình có thể đặt một câu về một cuốn truyện mà em đã đọc nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.